Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chiều ngày 18 tháng 1 năm 2021, bạn trai cũ của chị Sảng, Trương Hằng, lên tiếng trên trang Weibo cá nhân phủ nhận những cáo buộc của cư dân mạng về hàng loạt lùm xùm hậu chia tay và kiện cáo với chị Sảng. Đính kèm với đó, anh chia sẻ hình ảnh và úp mở việc mình đã có hai con. Sau đó bài viết này đã lên thẳng top 1 lượt tìm kiếm trên Weibo. Trương Hằng đăng bài. Trong bài viết, Trương Hằng phủ nhận mọi tin đồn lừa đảo, trốn nợ, bỏ trốn sang Mỹ để quỵt tiền. Trương Hằng thực sự đang ở Mỹ vì anh phải chăm sóc bảo vệ hai đứa nhỏ. Ở lại Mỹ thực sự rất bất lực. Dư luận chưa kịp tiêu hóa tin tức Trương Hằng đã có hai con thì trên mạng lan truyền giấy khai sinh của hai đứa nhỏ. Bé trai sinh ngày 19 tháng 12 năm 2019 sinh ra ở Colorado. Bé gái sinh ngày 4 tháng 1 năm 2020 ở Nevada. Mục tên của mẹ đề chị Sảng. Có nguồn tin từ tòa án liên bang Mỹ, vụ ly hôn của chị Sảng và Trương Hằng sẽ được xét xử ngày 22 tháng 3 năm 2021. Blogger cũng đào lại hình ảnh Trương Hằng và chị Sảng bị chụp đi du lịch Mỹ hồi 31 tháng 1 năm 2019 ở Mỹ. Sau đó có hình ảnh Trương Hằng đã đăng trong vòng bạn bè, xác nhận hai đứa bé đều là con của anh, hiện 13 tháng tuổi. Có nhiều thông tin cho rằng con là hai người họ đến Mỹ kiếm người mang thai hộ. Sau đó tìm được hai người, một người ở Colorado, một người ở Las Vegas. Tuy nhiên trong thời gian này cả hai xảy ra tranh cãi dẫn tới chia tay. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện gần như cãi vã giữa Trịnh Sảng, bố của cô và bố Trương Hằng được tung ra. Theo đó, vì cả hai đã chia tay nên không ai muốn chịu trách nhiệm về hai đứa trẻ chưa ra đời này. Điều đáng nói, trước khi sinh chị Sảng muốn bỏ con nhưng lại qua mất thời gian phá thai. Sau khi đứa trẻ sinh ra, người không muốn nuôi kẻ muốn mang cho. Dân mạng cũng đào lại trước đây lúc tham gia show, chị Sảng từng nói cô thấy mình rất thích hợp làm một cô giáo mầm non. Đồng thời cô còn bày tỏ mình rất yêu trẻ con, sau này muốn sinh ba em bé. Nếu có thể thì thay đôi thì càng tốt. Bên cạnh đó cũng có thông tin nói rằng hai đứa bé được mang thai hộ. Trước mắt Trương Hằng và chị Sảng đang giành quyền nuôi con ở Mỹ. Trưa ngày 19 tháng 1, tức là sau hẳn một ngày, Trương Hằng công khai đăng bài. Chị Sảng đang vui búa thừa nhận chuyện có con. Tuy nhiên lại bày tỏ luôn tuân thủ pháp luật của Trung Quốc và Mỹ, không vi phạm các chỉ dẫn của đất nước trên đất Trung Quốc, cũng tôn trọng mọi luật lệ và quy định ở nước ngoài. Trong quá trình pháp lý ở Mỹ, chị Sảng cũng dẫn đầu trong việc di quyền. Ngoài ra cô còn viết từ chối việc tống tiền riêng tư, nắm chỉ vụ việc này vỡ lở ra là do cô không chấp nhận việc tống tiền. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.